chị Lê Thị Thi đang có con 5 tháng tuổi. Hiện chị là công nhân nhà máy chế biến hải sản ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Vì tính chất công việc, chị xin đi làm sớm lúc con mới được 2 tháng tuổi. Khi chị đi làm, ở nhà mẹ chồng vẫn thường xuyên cho cháu uống bằng sữa ngoài. Hiện nay vẫn còn rất nhiều gia đình chưa cho trẻ nhỏ được bố mẹ hoàn toàn cho sữa đậu. Các bà mẹ vẫn chưa tin rằng là mình có đủ sữa để cho trẻ bú, mà không cho trẻ bú ngay bú sớm trong giờ đầu, sợ là chưa có sữa. Thứ hai là về phía những người giúp đỡ nuôi dưỡng trẻ, những bà mẹ, cán bộ y tế thì vẫn chưa tin tưởng và chưa giúp đỡ hỗ trợ đầy đủ cho bà mẹ nuôi con nhỏ. Trẻ cần được bú mẹ một cách tối ưu trong 2 năm đầu đời, vì sữa mẹ được sản sinh ra là để dành cho con. Sữa mẹ chứa các kháng thể và dưỡng chất cần thiết nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu phát triển của trẻ. Dự án ART cùng phối hợp với Viện Dinh dưỡng đã thiết lập nên hệ thống phòng khám gần 800 phòng khám mà chúng tôi gọi là phòng tư vấn mặt trời bé thơ ở trên 15 tỉnh thành trên toàn quốc, từ tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã. Dự án đã lần đầu tiên được áp dụng cái mô hình nhượng quyền xã hội cho cái dịch vụ về nuôi dưỡng trẻ nhỏ, cung cấp cái dịch vụ này cho bà mẹ có thai và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, nhằm vào 1.000 ngày đầu đời của bé, thông qua các cán bộ cơ sở có năng lực và được đào tạo rất là bài bản. Vì vậy là chúng tôi hy vọng là với mô hình này chúng tôi sẽ góp phần giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ em Việt Nam. Kiến thức mình không có thì rõ ràng là mình con mình sẽ thua. Nhưng mà khi đến đây thì người ta tư vấn về cách ăn uống, rồi là quan tâm hỏi han về đời sống tinh thần của mình, thì mình cảm thấy là tự tin hơn. Nếu như không đến phòng tư vấn thì người chồng có thể khả năng là không biết, nhưng mà đến phòng tư vấn rồi người chồng biết thì người chồng hỗ trợ được, cả hai người tập trung vào một thì nó lại nhẹ. Em vẫn cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Tháng tới là tôi để đi tư vấn tiếp để chuẩn bị được 6 tháng để cho trẻ ăn bổ sung. Phòng tư vấn gồm có các loại hình tư vấn, tức là thứ nhất là tư vấn nhỏ, thứ hai là tư vấn cá nhân, và một cái bà là cái tư vấn trực tiếp là cái trình diễn cái bữa ăn. Mình sẽ làm mẫu và để giới thiệu cho bà mẹ về cách chế biến nó đúng một cái quy trình chuẩn. Một cái niềm vui lớn nhất, mà cái điều mà đem lại niềm vui cho một tư vấn viên là cái sự tin tưởng của khách hàng, và cái một ngày lại khách hàng đến cái phòng tư vấn của mặt trời bé thơ chúng tôi ngày càng đông. The National Institute of Nutrition along with Alive and Thrive is the co-franchisor of the network. This partnership with NIN and provincial departments of health and reproductive health centers has ensured the ownership, and it guarantees the replication and sustainability of the network beyond the life of the Alive and Thrive project. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 4 năm 2014, mạng lưới phòng tư vấn mặt trời bé thơ đã tư vấn cho 1.700.000 lượt các bà mẹ và người chăm sóc trẻ dưới 24 tháng tuổi. Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đã tăng từ 20% lên 59%, khẩu phần ăn đa dạng tăng từ 83% lên 88%, trẻ được ăn đủ số bữa tăng từ 94% lên 96%, và trẻ được nuôi đúng đủ tăng từ 71% lên 81%. Để tăng cường các hoạt động tư vấn trực tiếp và gia tăng lượng khách hàng đến với phòng tư vấn, từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2014, dự án đã triển khai một chiến dịch truyền thông sử dụng nhiều kênh khác nhau. Chiến dịch bao gồm các phim ngắn quảng cáo trên truyền hình, loa phát thanh, tài liệu in ấn, biển hiệu, tranh dán, và các kênh trực tuyến như website, tư vấn trực tuyến, diễn đàn, Facebook và các ứng dụng trên điện thoại. Theo ước tính, chiến dịch truyền thông đã tiếp cận được khoảng 9,6 triệu phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 35. Thì chúng tôi mong muốn là bằng cái nguồn lực huy động từ cộng đồng, từ người dân địa phương, từ các nhà hảo tâm ở ngay trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước, chúng tôi cũng có thể duy trì và phát triển để đảm bảo cái bền vững của dự án này. Từ cái việc làm của A và T, cùng cái nhận thức chung của xã hội dân nâng lên, lại thêm cái sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể, thì chúng tôi tin cái tỷ lệ trẻ em mà suy dinh dưỡng sẽ được hạ thấp nhanh nhất.